Thưa quý vị, thời gian gần đây tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mức độ ô nhiễm không khí luôn ở mức cao, vượt ngưỡng an toàn từ 3 cho đến 10 lần, khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm ra giải pháp thì người dân đang tự tìm cách bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình. Trong đó có thiết bị máy lọc không khí. Máy lọc không khí có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới và có giá thành khác nhau, từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng. Công dụng được người bán hàng quảng cáo thì rất nhiều, như là diệt được nấm mốc, virus, các loại mùi hay là bụi PM2.5. Nhưng những quảng cáo này có thực sự như quảng cáo của người bán hàng? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Người dân đổ xô mua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, xuất xứ công dụng của những sản phẩm này có thực sự đúng như lời quảng cáo? Máy lọc không khí và những quảng cáo đang công dụng. Tôi ngủ ở nhà mà làm từng 2 giờ tối đến là khó ngủ lắm, bao khó ngủ, không khí nó ngột ngạt. Thế là nhà tôi là đóng cửa suốt đi, không mở được vì nó quá bụi. Tình trạng ô nhiễm không khí liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo trong thời gian gần đây đã làm cho người dân sinh sống tại một số thành phố lớn vô cùng hoang mang lo lắng. Người dân tháo nhau tìm mua các sản phẩm máy lọc không khí bởi một số tính năng nổi bật của sản phẩm này tốt cho sức khỏe con người, như tạo độ ẩm cho không khí, phát mũi bằng đèn UV, diệt đến 99% các loại virus, nấm mốc, mùi hôi. Con này nó là 50m² trở về thì chị di chuyển vào nào nó tiện, nó có cái bánh xe đẩy này. Đấy, màn hình cảm ứng có tạo ẩm này, có cái hạt tạo ẩm. Có tác dụng tạo ẩm đúng không? Có. Cái máy này là có những cái tính năng gì? Cái màng lọc của nó bền 10 năm. Các chương trình là làm đẹp da rồi tạo ẩm rồi lọc khí rồi các thứ ở đây hết hẹn giờ này, khóa trẻ em. Con sáng thì là không xài lan nhưng mà con này hết hàng rồi. Cái này em cũng sạch hàng rồi. Theo như những lời tư vấn của nhân viên tại các cửa hàng bán máy lọc không khí, có thể thấy nhu cầu của người dân mua sản phẩm này tăng đột biến trong 3 tháng gần đây. Giá thành của những chiếc máy lọc không khí dao động từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng. Xuất xứ của máy lọc không khí từ nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc. Chứng nhận với cả cái chất lượng sản phẩm đúng không? Không có chứng nhận này thì không có, chỉ có bảo hành với cả nó không có tem như kiểu đấy đâu. Vâng, không phải là có cái tem chính hãng à? Chính hãng thì nó bọn em chỉ kèm theo chỉ có là hướng dẫn này, bảo hành các thứ cho mình thôi. Tìm kiếm trên mạng internet một chiếc máy lọc không khí giá rẻ, phóng viên có liên hệ với một cửa hàng bán hàng online sản phẩm máy lọc không khí. Người bán hàng tư vấn sản phẩm của mình có tính năng hoàn toàn giống các hãng lớn khác, giá thành rẻ bởi được nhập trực tiếp từ Trung Quốc về, không qua nhiều khâu trung gian. Cái này là nhập nguyên chiếc của Trung Quốc. Nguyên chiếc luôn đấy chị, em bóc hộp ra thì chị biết đấy. Cái này với các sản phẩm ở các cái siêu thị điện máy ấy, nó chênh nhau công dụng nhiều không em? Nó như nhau thôi, chẳng qua là của chúng nó bán thứ nhất là cửa hàng, thứ hai là nó thương hiệu ấy, thì nó đắt như thế thôi chứ còn. Vậy là người bán hàng quảng cáo chắc nịch về sản phẩm máy lọc không khí của mình. Mặc dù là sản phẩm của Trung Quốc, nhưng tính năng hoàn toàn giống các loại máy có thương hiệu, bán chạy, có chế độ bảo hành sửa chữa ngay tại cửa hàng mình. Lọc không khí này, diệt khuẩn này và lọc cả bụi nữa. Nói chung là nó không khác gì những cái máy ở ngoài siêu thị điện máy cả. Chỉ có điều là nó là đồ Trung Quốc mà em nhập về, thành ra giá thành nó như vậy thôi. Nó vẫn là không phải là Trung Quốc mà nó là sản xuất ở nước thứ ba. Nó vẫn xuất sang để bán cho người Nhật nội địa dùng mà. Em bán nhiều lắm này. Toàn máy lọc không khí thôi. Cái thời điểm mà tin nhiều ấy, không làm kịp máy. Bây giờ tìm đỡ. Như những phân tích của các chuyên gia vật lý môi trường có chia sẻ về chất lượng, cấu tạo, cách thức vận hành của chiếc máy lọc không khí vẫn chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm định và đưa ra kết luận. Việc người dân tìm hiểu và mua sản phẩm máy lọc không khí trước tiên là để trấn an chính người tiêu dùng. Nhưng mua các sản phẩm máy cũ như thế này còn nguy hiểm hơn, bởi sản phẩm nào cũng có tuổi thọ nhất định, thiết bị bên trong còn sử dụng được hay không thì người tiêu dùng thật khó có thể biết được. Bằng thời gian vừa qua ấy, trong tháng 10 tháng 11 vừa qua thì có những cái đợt ô nhiễm rất là cao mà cả dư luận rất là quan tâm, và trước cái bối cảnh như thế thì có rất nhiều gia đình đã mua những cái máy lọc không khí. Thì tôi nghĩ là đấy là cái nguyện vọng rất là chính đáng của người dân thôi. Tuy nhiên thì theo hiểu biết của cá nhân ấy, thì có rất nhiều cái máy lọc
không khí hiện nay bán trên thị trường thì cũng không có được cái kiểm định của một cái cơ quan nào có chức năng về cái chức năng nó xử lọc loại bỏ được loại chất ô nhiễm nào, hiệu suất xử lý ra sao, chúng tôi không thấy có số liệu gần đó. Thưa quý vị, có thể thấy rằng bất kỳ sản phẩm nào có công dụng bảo vệ sức khỏe cho con người là vô cùng quý báu. Nhưng sản phẩm đó có công dụng ra sao, chất lượng như thế nào, cơ quan nào kiểm duyệt, kiểm định cho sản phẩm khi đưa ra thị trường bán cho người tiêu dùng thì vẫn còn bị bỏ ngỏ,